cảm ơn quý vị đã trở lại với phần sau của um, chương trình nói về tiếng Việt và nguồn gốc tiếng Việt ngày hôm nay. thưa quý vị um, trước khi tạm ngưng thì thanh giang đang thưa với lại giáo sư là cái sự thay đổi trong ngôn ngữ nó là cái chuyện tất nhiên phải có nhưng mà có những cái sự thay đổi nó không làm cho cái ngôn ngữ của mình nó hay ra nó đẹp hơn mà nó lại rất là buồn cười. thí dụ như mới đây À, vào cuối năm 2017 có một vị à, học vị là phó tiến sĩ và cũng từng là phó hiệu trưởng rồi phó viện trưởng ở những cái trường ngôn à, chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ à, ở ngoài Hà Nội à, ông mang ông là phó tiến sĩ Bùi Hiền đã đưa ra một cái đề nghị để mà cải cách tiếng Việt thì à, cái đề nghị của ông Thanh Giang xin tóm tắt là thay đổi âm vị bằng cách bỏ đi một số chữ cái mà ông cho rằng là làm cho cái cái chính tả của tiếng việt mình nó khó khăn và có mang cái tính cách kỳ thị của các miền khác nhau chtr rồi chữ c rồi chữ k rồi chữ đại khái là như vậy thì thưa thưa giáo sư giáo sư xin giáo sư nói một chút về cái đề nghị của ông Bùi Hiền này nó ảnh hưởng như thế nào thưa giáo sư dưới ừ, mắt của tôi ấy, thì cái cải cách này là cốt để đồng hóa cái cách viết tiếng việt thành cái cách phiên âm của chữ tạo bính âm của chữ tạo phải phiên âm bính âm là pin dinh á cái âm của chữ tạo đằng mình có cái âm phát giống giống như cái tàu hey, cái vô lý của cái uh, cải cách của ông Bùi Hiền là cái chỗ ông dùng các ký hiệu phiên âm quốc tế IPA tức là International Phonetic Alphabet đó mà vốn là người ta khi mà sử dụng cái này là luôn luôn để trong cái ngoặc vuông hoặc là hai cái hai cái gạch chéo thì quý vị biết cái hai gạch chéo tức là gọi là phonemic trans transcription một cái mà gạch vuông gọi là phonetic transcription thì khi mà khi chúng ta muốn làm một cái phiên âm đó, thì chúng ta phải dùng các ký hiệu này để đặc biệt dùng cho các cái ngôn ngữ mà những 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 cái nước mà sử dụng theo cái vần abc của latin tiếng abc của latin thì họ đọc không được ví dụ như tiếng ả rập có vị luộc hay họ thì đi chẳng nào vậy cái vị nghe cái chữ ruột thì đọc thì nó toàn dòng cổ không trong cổ không ta thì bây giờ nó viết còn ngoèo, ngoèo ngoèo giống như cái con run hay là nồng nọc của mình ngày xưa đó qua đổ đó thì giờ mình muốn muốn biến nó thành ra cái cách đọc của bên cái cách viết của về những người ngôn ngữ mà dùng dùng cái mẫu từ Latin đó, thì họ sẽ dùng cái, cái gọi là phiên âm từ 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 cái phiên âm đó ra mới viết ra một cái chữ nó tương đương với cái âm đó người ta gọi nó là transliteration tức là chuyển từ một cái hình thức mà mình cũng chuyển từ từ cái tiếng Hán ra tiếng Việt để mà đọc nó trại trại chứ không phải trăm phần trăm à, vì vậy cho nên ông dùng cái các cái ký hiệu phiên âm quốc tế làm chữ viết đấy là một cái lỗi lầm to lớn mà bất cứ một cái nhà nghiên cứu ngữ học nào cũng phải tránh mà nếu đã sử dụng thì cái người đó hoàn toàn dốt về ngôn ngữ học bởi vì người ta tách riêng ra cốt để cái cái hệ thống phiên âm để làm gì để giúp cho những người không biết đọc những cái ngôn ngữ lạ vậy thôi nó thế gì ngay cả cái phiên dinh không phải sử dụng cái 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 các cái mẫu từ Latin để viết ra và khi bên cạnh đó muốn đọc cái chữ đó cho trúng thì phải có một bên bên nữa có cách phiên âm để đọc cái chữ pin dinh đó nữa Thế à, cái gì nên có những cái chữ như cái chữ cái ký hiệu C chữ ký hiệu C nó đọc theo cái âm ví dụ như chanh chua đó là ch. từ viết chữ C ví dụ như chữ, chữ, chanh đó, từ C H A N H thì tôi sẽ viết làm ba cái ký hiệu phiên âm quốc tế là chữ C, chữ A và chữ âm nhờ, âm nhờ giống như tiếng mà nhá nà rồi nhá đó, thì nó thành nó ba âm chữ tranh nó cũng có ba âm mặc dầu có có năm mẫu tự chữ C CH đọc là chữ A và NH đọc là Ư thì ch, A Ư thành ra tranh thì ông lấy cái mẫu cái ký hiệu phiên âm ra ông làm thành cái chữ viết thành ra cái chữ chanh nó biến thành như chữ canh rồi ông đồng hóa cái chữ r với chữ ch thành ra là một chữ cũng giống như người bắc thì đa số nói về chiến tranh chính trị của cô 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 thanh giang thấy không chiến tranh chính trị thằng khi đến một người nam người trung của tôi tự đọc là chiến tranh chính trị trong hoạt chiến tranh chính trị bây giờ ông đồng hóa cái chữ tr và chữ ch hai chữ tr và ch nó thành một cách đọc và dùng một một cái ký hiệu duy nhất của phiên âm quốc tế là thành ra thành mà đó vì vậy cho nên cái sai lầm khi mà sử dụng ký hiệu phiên âm để làm chữ đạo chữ viết là một cái thứ hai nữa đồng hóa hai cái chữ đồng ý rồi khi chúng ta nói chúng ta có thể nói sai nhưng mà viết không được viết sai yeah. Ví dụ như quý vị thấy tiếng tiếng Anh Lê nó đọc either hay là either nó đều phải viết là e i t h e r chứ không nó khi either thì nó bỏ cái chữ i đi mà chữ either thì nó bỏ chữ e đi không có thế được nó phải either thì là anh đọc either kệ anh mình hoặc là either kệ anh anh tùy anh nhưng mà anh viết phải viết y hệt nhau để cái người kia họ muốn đọc either cũng được hoặc either cũng được thì cái cách viết nó phải thuần nhất và phải phải như phải là chỉ thống nhất một cách, ổng phá hết. Thành ra cái cải tổ của ổng đi vào hư vô. Một thời gian người ta đọc ra thấy kỳ cục quá. Thành ra không áp dụng được. Và cuối cùng tôi nghĩ là gia tiệm rồi. Nên nhân tiền đây thì tôi thưa quý vị, họ dư tiền tốn của để làm gì? Để làm những chuyện vô ích. Mà lẽ ra nên nghiên cứu để làm thế nào giải thích cho người người sử dụng những cái chữ đã có sẵn một cách đúng đắn và chính xác thì có lợi hơn. Dạ, thưa vâng. Đó, một... Đó là mình chưa nói đến những cái uh, tốn kém một cách phi lý khác mà họ chưa có thực hiện. Tại vì ngôn ngữ bao nhiêu là sách vở, rồi uh, các giáo viên, giáo sư, giảng sư rồi các học trò đã học nguyên một cái hệ thống như vậy rồi và bây giờ mình thay đổi hoàn toàn nghĩa là sách giáo khoa sẽ phải in lại hết à, xong rồi giáo viên giáo sư cũng phải đi học lại để mà viết cho nó đúng rồi mới có thể dạy được. Dạ. Yeah. À, đó là mình nói đến Bùi Hiền và mới đây đó là vào theo à, Thanh Giang được biết là mới tháng 4 năm 2020 đây thôi là có thêm một cái đề nghị của hai người trẻ hơn cũng trong cái 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 ý muốn uh, để đưa đề nghị để cải cách cái tiếng Việt mà lần này khác với ông Bùi Hiền thì hai quý vị này đó là Trần Tư Bình và Kiều Trường Lâm đề nghị là bỏ đi các dấu sắc huyền hỏi ngã nặng của tiếng Việt Nam mình và thay vào đó là những cái cái cách viết một lần nữa thưa thưa giáo sư biết về cái cái đề nghị này phải không ạ? Dạ vâng cái cái buồn cười của cái đề nghị này là quý vị biết sao không? anh muốn bỏ cái cái dấu. Và vẫn viết tiếng Việt vẫn đọc thành dấu, đọc thành dấu nha chứ với viết không bỏ dấu nhưng mà là đọc thành dấu. Thì quý vị biết cái này là cái hồi mình tôi còn nhỏ tôi tôi, tôi đã từng đã học qua và mà bây giờ đa số quý vị dùng iPhone là quý vị text cho nhau theo cái phương pháp Telex đó. Cái Telex đó là cái cái phương pháp mà người Pháp đã áp dụng dùng cái mox đó tích tích tà tích 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 tà tích tích tà tà tích tà tích 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 một cuốn hướng đạo thường hay sử dụng đó các vị biết là hồi xưa tôi tôi thi bằng truyền tin ở Huế đó rồi viết là hướng đạo thì thường xin là tôi phải trực tiếp vô trong ti ti bưu điện của Huế đó rồi viết có trưởng đó trưởng thi đó trưởng thi trưởng đoàn Chi Lăng là ông là trưởng ban về về truyền tin đó những cái những cái những hướng đạo sinh nào mà đi học đều phải vô đó để mình nhận mọc từ trong sự hòn đến ra song song với cái 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 anh chuyên môn mà anh, anh nhận đây bên này là cái đám thí sinh cũng nhận y hệ vậy rồi lấy cái bản của cái ông kia ra so với cái ông này để cái cái nó coi trúng trật bao nhiêu thì cái đó mới tính tính cho điểm thì thưa quý vị thấy là với cái hệ thống telex cái cách sử dụng telex mox để mà viết ra tiếng Việt, viết ra không đầy nửa trang giấy là người ta có thể sử dụng được ngay. Trong khi cái anh chàng này, cái hai người này, tôi có lập một, tôi có sưu tầm ra một cái cái bản viết của họ trên hai chục trang. Quý vị mà ngồi mà học hai chục trang này mà cho thuộc lòng đặng, mà quý vị viết là quý vị thấy mất vài năm, mà. bởi vì nó vô lý lộn xộn không có hệ thống không cái gì cả Nói cái giáo huyền nó có hai ba cách viết rồi ừ. vì vậy cho nên là tôi làm cái thống kê tôi ngồi tôi làm thống kê một cái với một cái bài này người ta viết cái giáo huyền bằng cái chữ này có để tôi sẽ về tôi lục lại cái đó rồi tôi hôm nào tôi in lớn rồi tôi cho quý vị thấy nó vô lý hơn ở cái chỗ là nếu mà chúng ta muốn bỏ dấu mà chỉ có viết chữ không mà thôi thì dùng cái hệ thống telex mà của của iphone bây giờ nó đang sử dụng là quá đủ rồi chữ muốn chữ e thì hai chữ e muốn chữ o ho hai chữ o muốn chữ á thì chữ a và chữ v đúp muốn chữ ư hay là muốn chữ ơ thì chữ u và chữ ư và chữ đúp nó ra cái chữ ư với chữ ơ rồi thì dấu dấu sắc là chữ s dấu hỏi là dấu chữ r dấu huyền là chữ f dấu ngã là chữ x và dấu này dấu nặng là chữ g chẳng hạn vậy thì hồi xưa tôi nhớ ví dụ tôi đánh chữ chúng chúng tôi thì tôi sẽ đánh là tích 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 tè là là gọi đó nè tà tích tà tích là chữ c nè tích 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 là chữ h nè rồi tích tích tà chữ u nè rồi chữ tà tích là chữ n này. rồi tà tà tích là chữ r thêm chữ tích, tích 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 là chữ s phía sau tại vì khi mà mình khi mà đánh chữ đánh chữ s mình có đánh vậy bên c h u n r s đánh thì chữ s nó ra chữ chúng liền đánh chữ f nó ra chữ trùng liền đánh chữ r nó ra chữ trùng đánh chữ g nó ra chữ trùng đánh chữ x nó ra chữ trùng cô thấy không nó đơn giản như vậy với chỉ có nửa trang giấy chúng ta có thể chuyển nguyên một cái hệ thống chữ viết của tiếng việt cỡ gì gần hai chục trang chẳng được gì hết không những thế là bắt tất cả mọi người nếu mà mình theo là mình phải học lại từ đầu ngôn ngữ nó không thể nào mà trong vòng một năm hai năm ba năm mà có thể thay đổi được chưa nói đến chuyện thay đổi nó quá ư là vô lý cho nên cảm ơn giáo sư trần ngọc dũng đã đến đây ngày hôm nay chúng ta đã uh, có một cái buổi nói chuyện tuy là tóm tắt nhưng mà hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả cũng như quý phụ huynh các uh, quý vị dạy việt ngữ hoặc là sinh ngữ việt ở các trường uh, trung học đại học của nước mỹ xin chúng ta cùng nhau giữ cho tiếng việt nó trong sáng và cứu lấy cái tiếng việt còn hiện hữu được biết bao nhiêu lâu nay và không có đi theo bất cứ một cái trường phái một cái chiều hướng thay đổi một quá ư là ngô nghê như vậy. Cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Dụng. Cảm ơn cô Thanh Giang, cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời giờ theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa Giáo dục lần tới.